hai thành phần cạnh tranh Palestine muốn hòa giải tin từ Ramallah. Qua đài truyền hình, Tổng thống Mahmoud Abbas đã đọc diễn văn hàng trăm người tuần hành ở giải Gaza trong ngày lễ kỷ niệm thành lập Fatah ở giải Gaza do Hamas kiểm soát. Qua bài diễn văn, Tổng thống Abbas tiên đoán sẽ chấm dứt 5 năm xung đột giữa hai thành phần chính của Palestine. Hai bên cùng đoàn kết để đạt mục tiêu quốc gia đi tới chiến thắng phong trào Hamas không công nhận quốc gia Do Thái đã trục xuất Fatah ra khỏi giải Gaza trong năm 2007, đã lần đầu tiên cho người dân ở giải Gaza tập trung để kỷ niệm 48 năm thành lập Fatah. Hai thành phần cạnh tranh Palestine đã xích lại gần nhau hơn sau khi Hamas và Do Thái giao chiến 8 ngày và Hamas tuyên bố chiến thắng. Cùng lúc, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận Palestine là một quốc gia được coi là chiến thắng ngoại giao rất lớn của Fatah. Một viên chức Ai Cập cho biết hai phe Palestine sẽ tới Cairo để tham dự cuộc đàm phán mới trong vòng thời gian hai tuần tới. Người thành lập Fatah là ông Yasser Arafat đã ký hiệp ước hòa bình tạm thời năm 1993 với Do Thái và hiệp ước này đã cho phép người Palestine thành lập chính quyền tự trị ở giải Gaza và Tây Ngạn. Hamas không công nhận Hiệp ước 1993 đã chiến thắng cuộc bầu cử quốc hội năm 2006, nhưng xung đột nội bộ đã diễn ra và Hamas chiếm quyền kiểm soát giải Gaza trong năm 2007. Mặc dù bị Tây Phương tẩy chay, Hamas được các phong trào Hồi giáo trong vùng ủng hộ, chứng tỏ muốn đoàn kết và tự tin, Hamas đã cho phép Fatah tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Fatah ở Gaza. Uy tín lãnh đạo của Tổng thống Abbas hiện đang xuống thấp. Người Palestine bất mãn trước việc để cho Do Thái tiếp tục bành trưởng định cư trong vùng Tây Ngạn. Qua bài diễn văn, Tổng thống Abbas nói rằng ông ta sẽ sớm trở về giải Gaza, đoàn kết Palestine là con đường duy nhất đưa tới chiến thắng, chấm dứt chiếm đóng.